Bạn đang muốn cho con mình học một bộ môn nghệ thuật như piano, guitar, violin, hát, múa, vẽ tư duy hay nhảy hiện đại. Nhưng bạn không biết con mình có năng khiếu nghệ thuật hay không? Bạn không biết lựa chọn môn nghệ thuật gì cho con thì phù hợp? Hãy đến với chương trình đánh giá năng khiếu nghệ thuật dành cho trẻ em do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam phối hợp với Viện Sinh chắc Vân Tây Gen Talent tổ chức. Chương trình được xây dựng dựa trên những nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục kết hợp với các chuyên gia nghiên cứu sinh chắc học dấu vân tay thực hiện bằng hàng loạt những tiêu chí đánh giá về khả năng cảm thụ nghệ thuật như thẩm âm, tiết tấu, khả năng khi nhớ bản nhạc, thính giác, phản xạ nhanh của tay, của chân, tư duy hội họa, khả năng nhảy múa, niềm đam mê với từng loại hình nghệ thuật và nền tảng ứng dụng công nghệ sinh chắc dấu vân tay trên 10 đầu ngón tay sẽ nhận diện được xu hướng con bạn có sở thích với các bộ môn nghệ thuật hay không. Dựa vào kết quả đánh giá năng khiếu nghệ thuật, các chuyên gia sẽ tư vấn cho bạn nên cho con học bộ môn gì và phương pháp học như nào để có được hiệu quả tốt nhất. Thông tin liên hệ đăng ký: hệ thống 12 cơ sở trung tâm Music Talent tại thủ đô Hà Nội. Hotline: 0906 208080, 0979 448262, www.musictalent.edu.vn, email trungtammusictalent@gmail.com. Music Talent, ươm mầm tài năng.